Đây là những thước phim mà Bùi Hồ ghi lại cách đây khoảng 7 đến 8 tháng về ông Năm mà Bùi Hồ gọi là lão thầy thuốc cô đơn. Ước mơ cuối đời của ông Năm đó là có được một cái ngôi nhà lành lặn, tránh nắng, tránh mưa. Khi mà ước mơ của ông đã thực hiện thì chưa đầy một năm sau, sau khi sống trong một cái mái nhà mơ ước thì ông đã ra đi mãi mãi. Sống cô đơn, ra đi lạnh lẽo trong mùa Covid này. Hôm nay quay trở lại đây với lòng buồn ngùi thì Bùi Hồ muốn cho cô bác quý vị xem lại những thước phim mà trước đây cô bác quý chị đã giúp đỡ cho ông Năm, và ông Năm mừng như thế nào. Chỉ mong ông Năm ra đi thanh thản và yên ở suối vàng. Cầu chúc cho linh hồn ông được siêu thoát. Và một lần nữa Bùi Hồ cũng không quên cảm ơn cô bác quý chị là mạnh thường quân đã ủng hộ cho ông Năm có ước mơ cuối đời. Và đây là những thước phim mà Bùi Hồ ghi lại được trong lần quay trở lại sau khi ông Năm đã ra đi. Mời cô bác quý chị cùng xem. Trong cái quá trình mà đi về quê đó, Bùi Hồ được một số cô bác anh chị ở đây giới thiệu, nói bây giờ nhà ông Năm ở đây nó đang mục nát rồi, nhờ Bùi Hồ quay lên để có thể hỗ trợ thêm về cái phần tôn. Ông Năm này đó thì là một trước đây là một người thầy hốt thuốc nam đó, và ông sống chỉ có một mình. Trước đây thì Bùi Hồ lúc nhỏ cũng thường bệnh hoạn thì cũng có lại nhà ông Năm này, nhờ ông Năm hốt thuốc, bốc thuốc giùm. Trời ơi, cái miếng này là mà nó bây giờ không đụng vô không được, chứ đụng vô nó gớt trơn. Đụng vô không được không Năm? Dạ, dạ. Gớt trơn. Này gớt rồi tôi xin thiết bên băng áp qua tôi ấy nè. Trời ơi. Bên đây là đây à. Có cái bóng đèn nhỏ xíu à? Có bóng đèn nhỏ xíu này nè. Ê, con nói là có cái bóng đèn nhỏ xíu đó để ông ở trong này ông ngủ đi. Dạ. Nhà ông con ấy đâu có gì là tài sản quý giá gì đâu. Ông đâu có sách gì nấu mà tài sản tình là cho ăn không à. Ừ, cái chỗ ngủ của ông là sạch nhất luôn á. Dạ. Là một cái giường ở đây. Dạ, mà dột, dột chỗ này. Mưa dột không Năm? Dạ, dột quay đầu lại đây. Mưa dột nghe trống rồi quay đầu lại đây. Dạ. Hả, không mưa thì quay đầu đây. Là dột thì quay đầu qua đây. Dạ. Không mưa thì quay, ông quay đầu qua đây. Dạ. Tên là tàn cái này bà con của bác cho không. Trời ơi. Nhưng gói cũng cho không, đâu có sống nổi đâu. Dạ. Một đời làm từ thiện luôn á. Dạ. Hơn đời luôn á. Tôi ông con trai hồi nhỏ giờ là dạ. Bởi giờ có nhân thì có vậy, có quả thì phải trả, trồng bông kiển giống chi hưởng nấy. Địa ngục cũng tại tâm lòng quấy, về thiên đàng thì tâm ấy tạo ra. Nếu chữ tâm là quỷ hay ma mà tiên hay Phật cũng là tại nó. Bởi chữ tâm mình nó tiên Phật cũng đây. Tại mình bậy bạ anh chứ đó. Vì ma vì quỷ phải vì người vậy. Mình có thể là tiên hoặc là quỷ là cũng tại tâm của mình. Tại tâm. Dạ. Biết ăn năn phước đường tạo tác, lo thuốc thang phản giác Phật trời. Ắt chữa lòng thì đắc Phật giúp đời, xuống rộng từ bi hỷ xã. Một phước nhiều tiên cảnh lên dài, mà tội nhiều xa đạ nhiều ngày thám thê. Phước đức thì quý hơn bạc vàng, những người bạc ác giàu sang ít gì. Ông vẫn nói nhiều lắm. Dạ nay nhà mình vui quá không? Dạ. Hôm nay thì hôm trước thì con có nhờ anh Được á. Anh Được ở Hồng Ngự xuống để mà cất lại cho gia cái nhà ông lại một cái ngôi nhà mới á, thì hôm nay cái cảm giác của ông như thế nào rồi? Mừng dữ lắm, bị tránh được cân phong vũ nhiệt hàn một. Dạ. Tránh được mối một ăn là hai. Dạ. Nè, hôm nay con thấy hoàng, bà con cô bác ở đây chia vui không? Hoài chết luôn. Dạ. Tát nước chết luôn. Thì hôm đau quá. Bây giờ tiền kiếp trước của tôi không biết được. Nhiều khi nó nặng quá. À. Nhưng mà tiền kiếp này tôi mới sanh ra thì tôi không có làm gì hết. Chưa biết bẻ qua ai trái cà, trái ớt hay là hoặc bẻ cái mía hay hoặc cái dưa không có. Yeah. Rồi bước vào ân tương rồi năm 19 tuổi nó, rồi thì dặn tới bây giờ là học tôi nam năm 28 tuổi tới giờ. Mình là quyên có lòng từ thiện, bố bác có lòng từ thiện rồi sửa lại cái ngôi nhà vậy. Sửa lại cái vách thôi hay là hết luôn? Dạ sửa ít vậy nên cũng được nữa. Yeah. Nhưng nguyên mái trước kia tại bây giờ nó ướt nhẹp mái trước bỏ đi cũng được. Vì sửa lên cái mái này. Mái này thì ít dột. Dạ, sửa lại cho nó không dột thôi ha. Dạ, dạ.
thiết thì bây giờ lủng cái trơn vậy đó chú ơi. Nè, con hôm nay con đến đây con nhờ biếu ông ít tiền để ông có thể mua thuốc uống. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Độ cho chú có tiền để chú làm phước. Dạ. Người mới rồi năm vui không? Sao con mừng, tự ấy chứ mừng ngủ cũng không được luôn á. Mừng ngủ không được. Dạ. Nhờ Mạnh Thường Quân mà giúp đỡ gì cũng mừng biết chuyện nào mà nói. Dạ. Cũng như là mình chết đi sắp lợi đó. Có thiệt vậy á. Quá thế mừng luôn. Ông Nam để tay tự nhiên đi khỏi tình dịnh. Mỗi lần á dột tùm lum hết trơn rồi nó một rồi nó rớt trong này rớt chỗ kia chỗ nọ tùm lum đó la. À. Bây giờ làm cái gì là quá quý rồi. Dạ. À. Bởi giờ hôm nay rồi má ông cắt rồi má ông tính làm cho tôi cái cửa sổ hai cái cửa sổ rồi tôi cũng không chịu nữa bị gì tu hành cửa sổ bỗng gì chỗ nó đẹp làm chi có ngôi nhà gì là hơn cha mẹ là con mừng hơn cái gì hết trơn trời đó. Cũng như là chết đêm sống lợi nó thiệt á. Mừng nội cắt cái nhà mà bữa đó nghỉ ăn cơm hết 2 ngày xin nhỏ này chén nhà ông sát cái coi trấn mừng chị. Hôm nay con thấy ông khởi sắc gương mặt ông hồng hào lên rồi đó. Ờ Nam nè anh chào ông chó tới. Dạ. Thôi mát vậy là ngon rồi. Dạ. Giấc mơ hình hiện thực có... trời ông ước nói mơ. Quá chị ước mơ được cái nhà thì có cái nhà quý quá thay cũng nhờ Mạnh Thường Quân. Dạ. Đó, bởi tôi cũng cầu chúc ông trên gia phù hộ độ tôi Mạnh Thường Quân được mạnh lành. Dạ. Làm ăn đâu phát đạt đó để mình làm giàu có với họ là bố thí cho nhân dân. Dạ. Đó lời nói tôi vậy rồi có bao nhiêu thôi năm mới có chúc Mạnh Thường Quân tết cũng năm mới chúc chứ phải mà làm những gì cho như ý. Tất cả danh sách Mạnh Thường Quân trong năm là anh được ở Hồng Ngự Đồng Tháp là 2 triệu đồng, chị Xuân là Việt Kiều Úc 1.500.000 đồng, cô Linh Trần ở Mỹ là 1.100.000 đồng, cô Tiết Việt Kiều Úc 3 triệu đồng, cô Huệ Việt Kiều Mỹ 500.000 đồng, Linh Trần là 2 triệu đồng, Trí Nhân Việt Kiều Mỹ là 10 triệu đồng, cô Diệu Quả Pháp là 1.500.000 đồng, cô Diệu Hương Pháp là 4.500.000 đồng. Ở đợt 1, ở đợt 2 là chị Trang ở Đài Loan 1 triệu đồng, chị Yến ở Sài Gòn 500.000 đồng, chị Lê Thị Lệ ở Sóc Trăng 1 triệu đồng, Lách Lanh Khô Lình ở Úc 500.000 đồng. Thì tổng cộng số tiền này là 2 triệu 3 triệu dưới ngày 26 triệu mấy đó. Thì nó cũng ra nhiều tiền á. Nó ra nhiều tiền, ba cũng 30 triệu, gần 30 triệu đó. Yeah. Hết trơn luôn á. Dạ. Yeah. Dạ. Vậy là mô Phật. Đó. Rồi thì sống đây nè, tới Tết là khỏe đó. Dạ. Rồi bây giờ ông Năm nói là có chúc Tết là gì không? Rượu nè. Đó. Mừng chú Năm quá mừng luôn. Đây là 800.000 đồng nè. Cái này là của một chị 100 đô Canada của chị ở Canada, chị đó dấu tên. Còn tiền này là tiền thuốc là từ các nhà. Tiền này là tiền mua đồ ăn của cái này còn dư nè, con gửi cho ông Năm nè. Có đồ ăn rồi, có tiền rồi, bây giờ có tiền mua thuốc luôn rồi. Thuốc luôn đó phải ra. Vậy con cũng mừng cho chú ngay chú Năm. Rồi ông Năm ông trên khổ dữ lắm. Ông Năm có muốn nói lời nào không? Đó là đồ ăn. Bây giờ cũng chúc cho bà con được mạnh khỏe. Để mà có màn ăn này được khá giả này kia rồi ăn mà có hộ cho trợ cho những người nghèo khổ này kia rồi già cả ốm đau bệnh hoạn. Thì Nam Mô A Di Đà Phật tôi cũng cầu chúc cho tất cả những người Mạnh Thường Quân được sống lâu bền vững không có đau ốm gì cả. Nam Mô A Di Đà Phật. Ở vậy phước đức thì quý hơn bạc vàng, những người bạc ác giàu sang ít gì nó là chạy giàu chỗ đó. Nếu là phước á, phước nhiều á thì thiên cảnh anh dài, mà tội nhiều thì xa đà nhiều ngày tám tê. Nó ông Năm có nghĩ rằng là phước báo là có thiệt không Năm? Có thiệt. Nếu không có làm sao ông Phật cũng nói được con dạ. Dạ. Mà nếu những người ông Phật nào cũng vậy thì cũng phải nói ví dụ lực nhân quả thật là câu diễn mà suốt cô kim chẳng lộn ai. Ông nói từ cổ với kim tới bây giờ, từ đời vô thủy tới bây giờ nó thì mình phải ráng nghe lời Đức Phật. Mà hôm nay Mạnh Thường Quân cũng nghe lời Đức Phật để hiệp nhau làm phước mới rõ lòng hiền nhân, đó là lời của Phật đó nói nên vậy đó. Vì xin cô bác Mạnh Thường Quân nó cũng nghe lời Đức Phật nói rồi sau này mình đời đời kiếp kiếp con cháu được giàu sang, không bao giờ nào nghèo khó, mà không có gặp tai nạn những ốm đau bệnh hoạn này kia rồi. Luôn luôn lúc nào cũng vậy, lấy chữ hiền là đầu hết. Nó theo ông Thánh, ông Thánh nó dạy tôi có bao nhiêu lời, giờ già rồi cũng quên tới quên lui, còn không nhớ cho hết.
Vậy tôi Nam Mô A Di Đà Phật cầu chúc cho Mạnh Thường Quân được nhiều sức khỏe để mà làm ăn phấn chấn, làm giàu làm có với người ta, để mình làm phước để sau này cho con cháu được hưởng đời đời kiếp kiếp. Nam Mô A Di Đà Phật, đó là phước đó, là phước ta mình rồi đó. Cũng như bây giờ chú vậy đó, chú không thiết tiền ra mà chú đi về là còn nhiều hơn cái người mà đưa tiền ra nữa. Bởi vì vì sao người đưa tiền ta bằng ăn có khá giả, rồi ta mượn ta chú đi giải đầu này giải đầu kia giải đầu nọ khó lắm nha. Coi vậy cái người này chữ nhiều khi mắng đó. Dạ. Chú đi vậy khó hơn cái người mà cầm tiền đưa ra đó, nó khó lắm đó. Người này chữ cái xét chú này chú kỹ, xét chú kia chú kỹ. Dạ. Dạ. Chú làm được. Xét tới xét lui rồi. Rồi đôi khi là chậm trễ nữa. Mạnh Thường Quân cũng vậy, cũng xét chú là người đàng hoàng tử tế, người ta cũng dám đưa tiền cho chú đặng đi bố thí những cái khác đó. Khó lắm chú, là khó lắm rồi ha. Khó hơn cái người làm tiền. À, bởi cho nên bố thí thân á, thì khó là khó lắm, còn bố thí tiền thì nó rất dễ. Mình, rút tiền, mình có tiền mình rút ra cho cô này 10.000, cho cô kia 10.000, cho cô này 1 triệu, cô kia 1 triệu. Còn cái bố thí thân này cái thích đích thân đi ra, giàu kẹt bằng chuyện gì cũng phải nhín ra một thời gian để mình đi xem xét chỗ nghèo xem khổ, nghèo khổ gì đó. Nó bởi vậy dòm đâu cho có kỹ lưỡng đàng hoàng, chứ đâu phải mà như chú xét chỗ này xét chỗ kia. Rồi nhiều khi bà con mình cái mình cho, rồi bà con người lạ mình không cho, đó là không được, cái đó tội dữ lắm. Dạ. Nó phải công bằng. Bản của công bằng. Dạ, đúng công bằng. Bà con cũng vậy mà mình cũng vậy, bà con nghèo cũng giúp đỡ cũng như họ vậy. Xin chào cô bác quý anh chị. Bùi Hồ đang có mặt tại quê nhà, và sau lưng của Bùi Hồ và cô Hai đó là ngôi nhà của ông Năm, người mà thầy thuốc cô đơn đó cô bác quý anh chị. Thì trước đây khi mà ông Năm có một cái ước mơ cuối đời đó là cất được một ngôi nhà, thì sau khi mà cất ngôi nhà, ông sống trong một thời gian ngắn thì đến thời điểm này chưa tròn một năm, ông Năm lại ra đi. Và trong cái mùa dịch này thì cái nỗi ra đi của ông nó lạnh lẽo và rất là chạnh lòng cô bác quý anh chị. Và hôm nay Bùi Hồ cùng với cô Hai muốn ghé lại nhà ông để thăm ông, cũng như là thắp một nén nhang để cho linh hồn ông có thể ấm cúng nơi suối vàng. Bây giờ hai cô cháu đi hay cô Hai? Dạ. Và trước khi đi thì có chị ơi. Dạ, vô đây chị. Dạ, cho em thắp nhang cái. Thắp nhang luôn. Vô đi chị. Đây là cái ngôi nhà mà trước đây thì tất cả các mạnh thường quân ủng hộ cất được cho ông Năm. Và hôm nay thì dạ ông Năm đi rồi. Dạ. Vô cúng không? Vô cúng không? Vô cúng. Có dĩa không anh? Đây có dĩa nè. Dĩa nè, chắc này xuống. Không có hình. Dạ. Đây là cho cô bác của anh chị thấy đang biết cái ngôi nhà của mình. Đúng rồi, dạ. Này, ngôi nhà của Năm là cũng từ cần nhà mấy á. Dạ. Dạ, đây nè. Cái nơi đây là nơi ông Năm thường ngủ nè. Và nhà vệ sinh ở đằng đây. Và đằng đây là cửa sau. Thì ông Năm cách mất cách đây khoảng 3-4 ngày vậy đó, trong một thời gian dài phải à, phải bệnh. Dạ rồi. Bữa 23. Dạ. Ông Năm ổng vậy là mắc bữa 23 mà. Dạ. Ở đây cũng được vậy. Bên kia đi anh Hai. Đây à. Này không có ảnh gì tên nha. Chưa có làm ảnh được kìa. Làm chưa xong á hộp. Dạ. Tương ở đây trực tiếp nhìn dưới con bố cho lên xuống hả? Năm ơi, hôm nay con cái hồ ghé chú Năm ơi. Qua ở ngoài đi, đừng có vô đông quá. Mấy từ mấy từ mấy đông. Từ từ có vô. Chạy vì đông quá, đừng có vô. Thôi đông quá thì ta la. Ừ, đúng rồi. La. Dạ. Nhí hai đứa ở ngoài đi, cách nhau đừng vô nha con. Nay có là hầu là Bùi Hồ. Bùi Hồ. Bữa nay Bùi Hồ có đến đây để đốt nhang cho Năm mà tiệm nhớ lại ngày kỷ niệm là ngày nay ngày 27 hả ta? 27. Ông chết bữa 23, nay 27 nè. Rồi.
xong. Trước em có đi ngang thì thấy ông Năm có ghé thăm một lần. Thì ông Năm ông giống như Năm nó bị ngứa. Ngứa, ngứa nhiều. Là cuối cùng là bác sĩ nói bị gì ha? Ông là ông bị gan. Ngứa. Nó xét nghiệm ra nó nói ông bị gan bị ngứa. Cứ ngồi nói chuyện đàng hoàng đi. Đúng không? Thôi, nói thì tôi anh hai đại. Là ông Năm á là nói họ là như kiểu ông bị gan ngứa rồi bữa đó anh cũng đi bơm cát về là lúc anh bơm cát cho nó lãm nè, về ngang. Đúng không? Dạ. Rồi ông thay với anh nó nói bữa nay quá trời ngứa rồi mình ơi. Dạ. Là cái giò của ổng ngứa như dạng là bệnh rồi nó lên nó toàn thể đó. Rồi nó ngứa hết tất cả luôn. Rồi anh cũng về dùng chiều tối rồi cũng về nhà. Rồi nào ngay cũng bữa mấy ngày này dịch gà nè. Rồi ổng lợi thăm ổng rồi thành ra ổng mắc. Như đều mắc thì cũng tối rồi anh cũng lo đây tí. Rồi bên ấy người ta lên á, rồi không cho anh lợi. Thôi em cũng về nhà chứ thật sự cũng quan tâm với ông giúp chứ không có vậy. Ông Năm từ ngày đi bệnh viện là đến mất là mấy ngày anh ha? Đi ông đi bệnh viện, xuống bệnh viện là được 12 ngày. Về nhà là được có chục ngày nữa ông mới mất. Ồ vậy là về nhà 10 ngày nữa hả? Ông về đây cũng mười quá hả? Mười quá giờ. Vậy là về nhà là giống như vô bệnh viện về nhà cách ly á. Về nhà người giống như ông khỏe rồi. Ông khỏe rồi. Khỏe rồi mới về nhà. Về nhà. Ừ. Thì về nhà tới đây là ông nằm tới 7 ngày là anh ăn mắt á. Giờ ông năm mắt buổi tối hay ban ngày hả? Ông mắt chắc có 4 giờ mấy à. 3 giờ. 3 giờ chiều. Dạ. Ồ bữa đó mưa dữ luôn á. Ừ. Mưa. Có bữa đó giờ mưa nhiều. Tối luôn. Ừ. Đi ra đó. Ông chết rồi 3 giờ 3 rưỡi là mưa tới. Sáng ngày sau thì em chạy lên cái đường này thì thấy cái quan tài rồi cái thấy có công an rồi nữa nên em không dám vô. Đúng rồi. Chỉ có chị với nhỏ đó thôi. Anh đằng kia ông Tư cũng lại rồi nói thôi ba ơi để đằng này bên công an này kia nọ với ta lên để mà giải quyết á. Dạ ta sợ giật. Ta sợ giật. Nói chung mình lại người ta cũng không cho nữa. Nói thật cỡ là vậy thôi chứ không có gì, chứ ông Năm thì ở đây là cái tổ ấm mà nhiều khi ổng mắc rồi thì mình cũng lợi để mà tạ giúp mà 50-50 là một giả là này kia nọ nếu mình cần gì giúp nấy như điều bên công an ta đâu cho đâu. Ông Năm nghỉ ở đâu hả? Ông Năm nghỉ ở đâu chung à? Ổng nghỉ cuối cùng là ở đất nhà là của ông Út. Anh ông Út. Út Trăng á. Út Trăng á là anh ổng hay em ta? Em Út. Ờ em Út. Ở xã nào anh ha? Ổng hiện giờ là đất á ổng là hiện giờ nằm xã Tân Bình. Dạ. Yeah. Còn ổng thì ổng ở xã Tân Quế. Dạ. Ở ngay chỗ nuôi cá trong đây nằm cái hầm được cái khang á. Dạ. Nói vậy. Dạ. Cái chi phí mà mai táng là như thế nào đó? Thì anh cũng không gần cái vụ đó. Ông hôm lên đó thì ông Út kêu quên ông gì nô hai nô dưới hai nô là chi phí là ai kêu Út Trân kêu hay gì? Không, vậy là có người cũng người thân ở trong nhà chịu chi phí mai táng ha. Đúng cái phần của ổng là nói như hồi ăn là ổng dặn ổng neo đơn dữ dằn lắm. Nói thiệt mấy chục năm từ ngày thầy thuốc tới giờ từ ngày ổng hồi đó ông về đây ha, là ổng hút thuốc để mà ổng trợ giúp cho mình vòng vòng đây nè. Nói chung ổng cũng dạng người tốt chứ không có gì. Dạ. Như điều sau này khoảng cách đây khoảng chừng mười mấy năm nay thì nạo ngay ổng yếu rồi như bệnh hoạn người này kia nọ rồi thành ra ổng không uống được. Nó vậy thôi chứ ổng người dạng cũng người tốt chứ không có gì. Lúc mà sống thì cô đơn mà ra đi thì cũng lạnh lẽo luôn. Ừ ok đó con anh á, tại vì ngay đợt dịch nè. Dạ. Thành ra rồi sống rồi sao thác vậy chứ không có ai mà gì hết trơn. Bây giờ mình tính cái ngôi nhà mình để cho ông Năm ở đây mình thờ phượng ở đây luôn rồi mình cứ qua thắp hương. Đúng rồi. Dạ. Chứ giờ sao? Dạ. Có nhà đồ mục nát ông Năm ông nói trời ơi, sống mưa gió nó tạt tùm lum cắt nhà chưa kịp mừng thì chưa hết một năm thì ông đi à? Đúng rồi chưa hết năm. Bên kia ta làm tạ giúp cho ổng được gì cũng mừng lắm rồi. Như là tại ổng cái số ổng không được hưởng. Không được hưởng lâu rồi. Nay tôi là cô của Bùi Hồ tới đây thăm thứ năm, bị năm bị vắng sớm mà không có hưởng được nhiều. Hôm nay mấy cô cháu lên đặng cúng cho chú Năm đặng
linh hồn nó cho được nhẹ nhàng. Như thôi mà tôi thay mặt cho mà mấy cô chú mà tài trợ chú Năm đó cũng tài trợ chú Năm đó giờ thay mặt gia đình của chú Năm cũng cảm ơn mấy nhà tài trợ cũng rất nhiều. Dạ. Như Bùi Hồ với cô Hai cũng thay mặt cảm ơn cũng rất nhiều. Anh ơi em cảm ơn luôn nha. Cảm ơn cưng luôn. Dạ, rồi cảm ơn chị nhiều nha. Thì một lần nữa thì chắc có lẽ là Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân. Nhưng mà chắc ông Năm thì viên mãn rồi. Nói chung tuổi già cũng cao mà đi vắng bóng lẻ loi nhưng mà nhẹ nhàng cũng được. Nhưng mà hôm nay đến đây thì để mà mong thì ông Năm nơi số vàng sẽ yên ổn. Dạ, linh hồn. Một lần nữa xin Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cùng Bùi Hồ cũng như là đã hỗ trợ cho ông Năm có một cái hoàn thành cái tâm nguyện cuối đời của ông Năm. Đó, dạ, xin chào và hẹn gặp lại.